Kinh số 118 Kinh nhập tức xuất tức niệm Anapanasati Sutta 144 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savatthi Tại Đông Viên Pubarama Giảng đường Lộc Mẫu Migara Cùng với rất nhiều thượng tọa thời danh Có danh xưng như tôn giả Sariputta xá lợi vất tôn giả maha mogalana đại mục kiền liên tôn giả maha kachajana đại ca Ka chiên diên tôn giả maha Kothita. đại câu hy la tôn giả maha kapina đại kiếp tân na tôn giả maha chunda đại thuần đà tôn giả anuruda ana luật đà tôn giả revata Ly Bà Đa Và tôn giả Ananda Anan Cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác Thời danh có danh sương Lúc bấy giờ Các thượng tọa tỉ kheo khuyến giáo Giảng dạy các tân tỷ kheo Một số thượng tọa tỉ kheo khuyến giáo Giảng dạy 10 tân tỷ kheo Một số thượng tọa tỉ kheo khuyến giáo Giảng dạy 20 tân tỷ kheo Một số thượng tọa tỉ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo. Và các tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thủ thắng đã chứng đạt. 145 Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ, đang ngồi ngoài trời với chúng tỷ kheo đan vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỷ kheo: "Ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa." để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng tư lễ Komudi. Những tỷ kheo địa phương được nghe, Thế Tôn sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng tư lễ Komudi. Các tỷ kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để ý kiến thế tôn. Và các thượng tọa tỷ kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân tỷ kheo nhiều hơn nữa. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo một số tượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo và những tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thủ thắng đã chứng đạt 146 lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát ngày rằm vào đêm trăng tròn ngày lễ komudi vào tháng tư Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, xung quanh có chúng tỷ kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỷ kheo. Hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời dư thừa. Đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng bố thí ít được phước báo nhiều. Bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo. Hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo. Hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần. Zosana với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng tỷ kheo này là như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này là như vậy. Này các tỷ kheo. 147 Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo là những A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm gánh nặng đã đạt xuống mục đích đã thành đạt hữu kiết sử đã được đoạn tận được giải thoát nhờ chánh trí này các tỷ kheo có những bậc tỷ kheo như vậy trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử được hóa xanh từ ở đấy được nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho mọi lược tham, sân, si là bậc nhất lai. Sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn tránh cần. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong hội chúng này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập bốn như ý túc các bậc tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập năm căn các bậc tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập năm lực các bậc tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập bảy giác chi các bậc tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thánh đạo tám ngành các bậc tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo có mặt trong chúng tỷ kheo này này các tỷ kheo trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm Chú tâm tu tập từ tâm, các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập, hỷ tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập, xả tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất tịnh. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập, nhập tức, xuất tức niệm. Nhập tức, xuất tức niệm, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức, xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn bốn niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. 148 Và này các tỷ kheo, như thế nào là tu tập nhập tức xuất tức niệm? Như thế nào là làm cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn? ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo đi đến khu rừng đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng và chú niệm trước mặt chánh niệm vị ấy thở vô chánh niệm vị ấy thở ra thở vô dài vị ấy biết tôi thở vô dài hay thở ra dài vị ấy biết tôi thở ra dài hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vị ấy tập cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở vô vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở ra vị ấy tập Quán ly tham tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Nhập tức xuất tức niệm này các tỷ kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. 149 Và như thế nào, này các tỷ kheo, là nhập tức, xuất tức niệm, được tu tập? Như thế nào là làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào này các tỷ-kheo tỷ kheo thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài hay khi thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài hay thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn hay khi thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập trong khi tùy quán thân trên thân này các tỷ kheo vị tỷ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời này các tỷ kheo đối với các thân ta nói đây là một tức là thở vô, thở ra. Do vậy, này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị tỷ kheo chú nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nghĩ, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vị ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vị ấy tập cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập trong khi tùy quán thọ trên các thọ. Này các tỷ kheo! Tỷ kheo chú nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo! Đối với các cảm thọ, ta nói đây là một, tức là thở vô, thở ra. Do vậy, này các tỷ kheo! Trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, tỷ kheo chú nhiệt tâm tình giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời khi nào này các tỷ kheo tỷ kheo nghĩ cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vị ấy tập cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm thiền định tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm thiền định tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vị ấy tập trong khi tùy quán tâm trên tâm này các tỷ kheo tỷ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời này các tỷ kheo sự tu tập nhập xuất tức xuất niệm không thể đến với kẻ thất niệm không có tỉnh giác do vậy này các tỷ kheo trong khi tùy quán tâm trên tâm tỷ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời khi nào này các tỷ kheo tỷ kheo nghĩ quán vô thường tôi sẽ thở vô vị ấy tập Quán vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán ly tham, vân vân. Quán đoạn diệt, vân vân. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Trong khi tùy quán pháp trên các pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời vị ấy do đoạn trừ tham ưu sau khi thấy với trí tuệ khéo nhìn sự vật với niệm xả ly do vậy này các tỷ kheo trong khi tùy quán pháp trên các pháp tỷ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm để chế ngự tham ưu ở đời nhập tức xuất tức niệm này các tỷ kheo được tu tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 150 Và bốn niệm xứ này các tỷ kheo, được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn? Này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, tỷ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Này các tỷ kheo! Trong khi ấy, niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với tỷ kheo. Trong khi ấy, tỷ kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy, niệm giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỷ kheo! trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỷ kheo với trí tuệ suy tư tư duy thẩm sát pháp ấy. này các tỷ kheo, trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỷ kheo với trí tuệ suy tư tư duy thẩm sát pháp ấy. trong khi ấy, trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với tỷ kheo. trong khi ấy, tỳ kheo tu tập trạch pháp giác chi. trong khi ấy trạch pháp giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỷ kheo ấy. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, tỷ kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn, tinh cần. Này các tỷ kheo! trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỷ kheo tinh tấn, tinh cần. Trong khi ấy, hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, hỷ giác chi được vị tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, hỷ giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỷ kheo! trong khi tỷ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an. Trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo! trong khi tỷ kheo có thân khinh an an lạc tâm vị ấy được định tĩnh trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo tu tập trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly này các tỷ kheo trong khi tỉ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Trong khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỉ kheo. Trong khi ấy, xả giác chi được tỉ kheo tu tập. Trong khi ấy, xả giác chi được tỉ kheo làm cho đi đến sung mãn. 151 Này các tỉ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ, vân vân như trên, vân vân, quán tâm trên tâm, vân vân, như trên, vân vân, quán pháp trên các pháp. Tỷ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm của vị ấy được an chú không có hôn mê. Này các tỷ kheo, trong khi niệm của tỷ kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi, trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo niệm giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập niệm giác chi trong khi ấy được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn vị ấy an chú với chánh niệm như vậy suy tư tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ này các tỷ kheo trong khi an chú với chánh niệm như vậy vị ấy suy tư tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi đến sung mãn. Tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy tinh tấn xác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị tỷ kheo tinh tấn xác chi được tỷ kheo tu tập tinh tấn xác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn đối với vị ấy tinh cần tinh tấn hỉ không liên hệ đến vật chất khởi lên này các tỷ kheo trong khi tỷ kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Hỷ giác chi, trong khi ấy, bắt đầu được khởi lên nơi tỷ kheo. Hỷ giác chi, trong khi ấy, được tỷ kheo tu tập. Hỷ giác chi, trong khi ấy, được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỷ kheo! trong khi tỳ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an. Trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo! Trong khi vị ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy, Định Giác Chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy, Định Giác Chi được Tỳ kheo tu tập, trong khi ấy, Định Giác Chi được Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các Tỳ kheo trong khi tỉ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Trong khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỉ kheo. Trong khi ấy, xả giác chi được tỉ kheo tu tập. Trong khi ấy, xả giác chi được tỉ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy khiến cho bảy giác chi được sung mãn. 152 Và này các tỷ kheo, bảy giác chi được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, đi đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân như trên, vân vân. Tu tập tinh tấn giác chi, vân vân như trên, vân vân. Tu tập hỷ giác chi, vân vân như trên, vân vân. Tu tập khinh an giác chi, vân vân như trên, vân vân. Tu tập định giác chi, vân vân như trên, vân vân. Tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến diệt hướng đến xả ly này các tỷ kheo bảy giác chi được tu tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy khiến cho minh giải thoát được viên mãn thế tôn thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời thế tôn dạy